Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Mình hôm nay đưa các bạn ra xem bưởi. Bưởi vất vả quá các bạn. Đầu năm thì rét, hoa nhỏ, rét kéo dài, nở hoa muộn. Bây giờ thì hôm nay là ngày 22 các bạn nhé, 23. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Dần. Mưa suốt từ ngày hôm qua quả đêm. Bây giờ mình đưa các bạn ra xem nhất tất cả bưởi ở quê mình bây giờ nó như thế nào. Tại sao mà người ta vất vả đến như vậy? Các bạn, bây giờ mình sẽ đi ra quay cho các bạn trời mưa nhé. Mưa 2 ngày liên các bạn nhé. Cả đêm qua thông luôn các bạn. Và bây giờ bưởi nhà ai cũng đã bị chìm trong biển nước rồi các bạn. Bây giờ mình phải mang máy xăng ra, mình tắt máy điện thì mình đã tắt vườn to rồi. Giờ mình mang cái vườn máy xăng ra tắt các bạn nhé. Và quay cái video này cũng rất vất đây các bạn. Để cầm máy ra sợ ướt máy đây. Mình đi cho các bạn xem nhé. Để vừa đi quay vừa chia sẻ các bạn luôn này. Bây giờ mình phải ra ngoài để lấy cái máy các bạn. Đấy, bây giờ mình ra để chở cái máy ra vườn. Đây bây giờ mình sẽ đây máy đây mình mang cái máy xăng này các bạn ơi. Mang cái máy xăng này ra để tắt đây. Và ngập hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải tắt máy đã để mình mang máy thử ướt các bạn nhé. Mình tắt máy ra kia mình quay cho các bạn. Đây là toàn cảnh cái vườn bưởi bé nhà mình các bạn nhé. Vườn to nhưng mình đang bắt máy tát. Đây. Mưa 2 ngày liên tục các bạn, những quả bưởi này để bán Tết mà 30-35 nghìn đấy các bạn. Nó chả mà nó gánh gồng một cái mùa rét, mùa năm nay rất vất vả khi ra hoa đậu quả. Còn bây giờ là nay là 23. Đây mình đang quay cho bạn đây. Đấy bưởi nhà mình đang nằm tắm nước các bạn nhé. Tất cả những vùng của mình đây chỉ mưa có 2 ngày thôi. Tất cả các cái bao mà tải đã nổi bều bều hết rồi. Bây giờ là không nhìn thấy gốc bưởi được các bạn. Nó ngập gốc bưởi mình thì đo chỗ này nhé. Các bạn xem nó bao nhiêu phần nhé. Chỗ này là chỗ cao nhất là gần 20 phần các bạn này. Chỗ này là cao, còn các cái chỗ chúng bây giờ mình đi vào thì mình bắt máy, mình mang máy xăng các bạn. Cái máy kia thì mình đang tắt điện, bên này không có điện thì mình đang mang cái máy xăng ra đây. Mình phải bắt máy để tận trên này mới có thể chuyển nước ra qua cái mương sông Hồng được. À cái mương Hồng Hà, mương Đoan Hoài được. Còn bây giờ là không đặt máy này được vì máy xăng đặt đây là nó sẽ ngập nước vào thì hỏng hết các bạn. Bây giờ mình phải đi tìm cái ống nó của nó nằm đâu đây để mình đi tìm đấy các bạn. Đang đi dò đấy các bạn ơi. Đây như chỗ này là mình đi là chỗ mình đi là nó hơn 20 phân nước, một tay gang mà không thấy nữa các bạn này. Một tay gang không thấy đây, một tay gang không thấy nhá. Vừa quay đó vừa bị trục trặc máy đây. Đây giờ mình đi giữa núng bưởi đấy các bạn này. Đây núng bưởi đấy nhá các bạn nhá. Đây mình phải chống que các bạn xem này. Đấy bây giờ đấy chết. Đi vào cái mộ của mình xây đây. Bây giờ mình sẽ đi ra đây mình lấy kéo ống để mình bơm nước các bạn, nhìn sợ chưa? Bưởi nhà mình gốc bưởi bây giờ là nó đang như thế này. Chỗ lông nhất của cái gốc bưởi đấy các bạn, mình đo cho bạn xem này. Đây gốc bưởi mình đo đây. Hiện tại nó như thế này, nó ngập khoảng tầm hơn 20 phân các bạn nhá. Còn cái chỗ mà sâu ở ngoài đây là luống nhá, chưa phải là rãnh nhá. Nó phải tầm đây mình đo các bạn, cầm máy quay nó khó quá. Đây. Ở trên luống nhá, đây vườn này, chỗ này. Chỗ này nó khoảng tầm gần 40 phân. Đây, nghe cái bao để phân gà mình để đây rồi. Đấy các bạn nhá. Bây giờ mình phải kéo cái dây ra. Kéo dây ra để mình bắt máy vào mình tát các bạn. Tát nước các bạn nhá. Đây bơm nước này, đang đi trong cái nước trũng. Đấy quay nó vất quá các bạn. Nay bị máy cầm này máy quay vất quá, giờ phải kéo cái dây này ra để bắt máy để tát bỏ đây. Cái máy xăng không đặt được ở trong rồi. Và mình phải bơm từng giai đoạn. Và phải chặn lại các cái đường của hàng xóm xuống, không là nó bơm cả mấy ngày chả hết được nước. Đấy, mình định mua thêm, nếu không phải đi mua chiều nay phải đi mua một cái máy tõm nữa. Phải 110 nữa tát thì nó mạnh được, còn cái máy này thì nó có 76 thôi. Bây giờ mình phải kéo cái máy này, ống này ra ngoài bờ mương này. Đây ra mương suốt đàn hoài đây. Mình bơm mình cho ra. Vất lắm các bạn. Mưa suốt ngày này vất lắm, để có quả bưởi bán đâu đơn giản đâu. Đấy, giờ mình phải kéo cái dây này ra đây. Để mình bơm nước ra cái sông Hồng ra ngoài bờ mương thôi. Đàn hoài đấy các bạn. Rất vất. Không đơn giản một chút nào. Đấy, bây giờ mình sẽ chính thủ mình bắt máy xong, chốc từ mình bắt xong thì mình lại quay cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình nhìn các bạn đấy, nước ngập hết rồi. Đấy, nước ngập hết thế này. Đấy các bạn. Máy là không đặt được ở trên dưới ao, dưới ruộng vườn nữa. Bây giờ mình phải bắt máy ở tận trên cái bực đi lại của cái cửa ra vào đây. Mình sẽ đặt máy xong thì mình quay cho bạn xem nhé. Và mình đi quay cho bạn một số vườn. Đây được quả bưởi rất vất các bạn. Đây là máy mình đã bắt xong rồi các bạn nhá. Bây giờ phải đang tát bỏ cái ao nước này để cho cái bưởi lên đây các bạn này. Tôi đang phải bơm ra mương đây này. Đấy, vất vả lắm các bạn. Được quả bưởi rất vất các bạn nhé. Rất vất quả bưởi, rất vất luôn. Đây, giờ đang bơm đây các bạn.
bưởi rất vất nhá các bạn nhá, đều phải bắt tát bỏ ra ngoài sọt bừa mương đây này. Đấy, phải tát bỏ nước các bạn này. Đấy, được quả bưởi rất vất các bạn nhé. Đây, mình cũng tranh thủ để quay cho các bạn mấy vườn luôn nha các bạn này. Đấy, nhà mình đang gặp nước này nhá. Đấy, người ta đặt máy ở trên đời không có là không có chỗ đặt. Đặt ở đây thì nó không bị không có chỗ đặt được, hết trước. Thấy không? Các bạn chưa? Đấy, được quả bưởi là vất lắm các bạn. Gặp trắng hết nước rồi các bạn ạ. Nếu mà thêm một ngày nữa là dễ tôm hỏng hết các bạn nhé. Bây giờ mình đi quay chung quanh hàng xóm cho mình coi. Mưa mới hết ngày hôm qua, đêm hôm qua thôi, vùng mình đã phủ nước trắng rồi các bạn này. Đây vườn của chị gái mình đây, cửa này ngập hết rồi. Bạn nhá, ngập hết rồi. Đây vườn bưởi của thằng em ông cậu đây. Tất cả chìm trong biển nước nha các bạn nhá. Đây. Thấy chưa? Không hở một cái gốc nào luôn các bạn nhá. Đây là mấy con tí ụ trên này nhá. Toàn bộ ngập tất trong biển nước rồi các bạn. Đây được quả bưởi trên vùng mình là rất vất vả. Đây mình phải đi. Đây mình ra mình quay cho mình các bạn cái vườn bưởi to nhà mình nhá. Đây chung quanh hàng xóm là cũng bị hỏng hết. Ngập hết, nếu ngập hết thêm một ngày nữa là rụng hết quả các bạn nhé. Vì dễ tôm nó hỏng. Dễ tôm nó, bưởi nó ư nước nhưng mà chỉ có trong một hai ngày mà dễ tôm ngập liên tục thì dễ tôm bị tổn thương thì bưởi sẽ bị hỏng hết, mà sau mưa nó còn bị nấm nữa các bạn. Mưa kéo dài hết ngày hôm qua, đêm hôm qua và ngày hôm nay. Đây mình đang đi quay đây, đây mình sẽ quay cho các bạn hàng xóm đây. Đây, ông bác đây cũng ngập trong biển nước hết các bạn. Đấy, ngập hết trong biển nước này, đấy thấy chưa? Ngập hết luôn. Các bạn nhìn thấy không? Ngập hết luôn. Bây giờ mình ra vườn cái bưởi to nhà mình thì mình đang bắt máy tắt được máy điện mình tắt từ sáng. Thì nó cũng đỡ, mà cái bưởi nhà mình bên này nó cũng tuy rằng ấy nó cũng đỡ hơn một số nhà, còn hầu như này ngập hết các bạn nhé. Đây nhãn của ông anh này cũng nằm trong biển nước này. Đấy. Ngập hết nước rồi. Đây mình qua ra cho mình quay cho các bạn xem này. Đây vườn nhà mình thì này mình tắt máy điện. Còn cái vườn nhỏ bên kia thì mình ta phải tăng máy xăng vì chỗ nó chưa có điện sang. Nó rất vất vả. Tháng giêng thì bị rét kéo dài. Đấy, bây giờ mới đầu mùa mưa mà làm vào mùa mưa đây, mình đang tắt đây. Bây giờ mình mở cửa cho các bạn xem mình đang bắt máy cho mình mặt máy điện. Để tắt đây các bạn. Đây, mình sẽ làm để cho các bạn. Vườn này cũng ngập hết rồi các bạn. Vườn này mình hay làm video cho các bạn đây. Đây các bạn. Ngập toàn bộ mà mình phải đang mắc máy tát từ sáng đến giờ đây các bạn này. Đây vườn này thì nó còn hở được ít tia gốc các bạn nhé. Còn đây lúa này cũng ngập hết gốc này, ngập hết luống này. Đây các bạn. Thấy chưa? Đấy các bạn thấy không? Vừa bón hơn 2 tạ, gần 3 tạ xí lít Đông Sơn thôi. Mà giờ mưa này trôi hết rồi. Đã mất mấy triệu không phải chấp nhận được các bạn này. Đây một đống vỏ kìa. Vừa bón xong các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy không? Sợ chưa? Đấy. Nhưng mà không thiếu cái dĩa tôm này là coi như là ngất hết luôn. Phần gà viết tôi hết. Đây mình này, mình nhìn thấy. Quay cho các bạn xem này. Đấy, dập hết luôn. Cái vườn này nhà mình đào đấy, ao nó còn cao được luống một tí. Còn các vườn chung quanh hàng xóm các bạn xem nhé. Giờ là trắng nước hết rồi. Vườn nào nhà trắng nước. Đấy, mà các bạn không cứu lo thì những quả bưởi này làm sao mà để tồn tại cuối năm được các bạn. Được quả bưởi không dễ thế nào các bạn nhé. Đây. Bưởi nó đang ở đây mà mình không phòng không chữa chờ ở trên đó thì còn gì là bưởi nữa các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Và đang được đang lúc là lớn này. Thì quả đang săn chắc này các bạn thấy chưa? Bây giờ mình không ra để xem các bạn cái bưởi đi chỗ nào đây. Đấy, giờ nó mất cái đường. Đây rồi. Đây là chỗ nào đường mới đâu. Đây. Đây. Các bạn nhìn xem mình hàng xóm này. Hàng xóm cũng ngập hết đây. Thấy chưa các bạn thấy không? Cũng ngập hết đây. Đây không biết có tấm gỗ không hay đi từ nào đây. Đây đây. Mình quay cho các bạn xem hàng xóm này ngập trong biển nước mưa đấy, có một ngày một đêm, hôm nay là ngày thứ hai các bạn nhé. Đấy, mình quay qua đoạn rào này đấy, ông hàng xóm này nhà ai cũng thế này, chìm trong biển nước luôn các bạn, gốc hết gốc cây đấy, mà nó không tạnh thì chắc chắn ngày nay nữa thì hỏng hết bưởi.
Anh nhà mình thì cũng này, lập hết rồi. Lập hết rồi các bạn. Chỉ có chỗ nào cao là nó còn hở, còn vườn này thì nó cao hơn, là mình đổ đất, mình đắp đào rãnh mình cao. Chỗ ao nó cao hơn một chút. Bên kia thì nó thoát nước dễ hơn, nhưng mà nó này là phần trũng hơn. Bạn nó càng ngập hết nhưng mà nó thoát nước dễ hơn, càng ngập hết rồi các bạn này. Như là tại sao cái cây này năm nay là các bạn biết tại sao nó hay bị hỏng này? Do cái này nó trũng nhất các bạn nhé. Cây là cái vừa đầu năm là cây này nó sẽ bị kém nhất các bạn. Khi ra mưa biết được cây nào nó trũng thì nó dễ nó hay bị hỏng. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Nó ngập thế này thì nó phải hỏng dễ thôi. Đó trên này cái cây này với hai cây này là nó bị ngập nước nhiều nhất đấy các bạn nhé. Đây mình quay cho bạn. Đấy cái này cây này đầu năm nó bị lá rụng nhiều đây. Chính vì nó là cái chỗ là bị cái khu trũng nhất các bạn nhé. Chỗ trong cả vườn. Đấy các bạn thấy không? Còn chỗ nào cao rồi thì nó không bị hỏng các bạn nhé. Đấy như cái núi này nó cao hơn thì nó hoàn toàn đỡ hơn này. Đấy các bạn thấy không? Là mình quay cho bạn xem đấy là không đơn giản tí nào cả. Bây giờ mình đi sang. Rồi đi dò cái tấm bê tông rồi đi qua này. Đấy các bạn thấy không? Rất vất luôn. Gặp hết luôn các bạn. Đấy, nhà mình thì còn may thế này, nhưng mà đang bắt phải bắt máy các bạn nhá. Bắt máy từ sáng rồi. Nói chung là cũng dễ tôm là ngập hết này. Không có vấn đề, không phải là đơn giản đâu. Con này nó ủ hết dễ này, không ra nước thì sau một ngày nữa là nó om là hỏng hết dễ. Chỉ có chỗ nào cao một tí mà đẹp gặp hết này. Đấy các bạn nhìn xem, sợ chưa? Đấy, được quả bưởi không đơn giản thế nào. Ao đầy nước. Không thoát được ra các bạn nhé, nó trúng. Còn nhiều nó dồn hết xuống đây, nó là cái rốn nước của cái khu này như thế này. Em mình được quả bưởi rất vất. Đây các bạn thấy không? Đây mình quay cho ông vườn bưởi xung quanh hàng xóm này các bạn thấy không? Ngập hết nước luôn, nhà nào cũng thế. Các bạn nhé, được quả bưởi rất vất vả đây. Đấy, có 2 ngày mưa, một đêm 2 ngày các bạn nhé. Bây giờ mưa vẫn chưa ngưng nhé các bạn nhé. Đấy, nhà mình đây, ngập hết gốc rồi các bạn này. Vừa rồi bón hơn 2 tạ phân xịt công sơn mà coi như là gặp mưa này thì là ăn không đáng kể. Và đi hết rồi, phải trôi hết rồi. Đây mình thấy chưa các bạn, tập hết gốc rồi. Chỗ nào lổi thì tạo cao thì nó đỡ rồi. Đây các bạn nhìn, chỗ nào cao nhưng mà cũng hầu như là dễ tôm là đều bị ảnh hưởng hết các bạn. Cứ mưa này nó trong đất có nước nhiều là hỏng hết rất tùng ạ. Mình quay cho các bạn xem nhé, vườn nhà mình cái này còn đào đất còn rẻ rãnh nó còn đỡ nhé. Còn nhiều gia đình coi như là các bạn được xem đấy là ngập trong biển nước rồi các bạn nhé. Nhà mình có một số cây nó cũng bị trúng hết nhé, cây này cũng bị trúng hết rồi. Đấy ngập hết rồi. Đấy ngập hết các bạn nhé, chỗ kia những cây núi này cũng bị ngập hết rồi. Cái những cây nào bị ngập là nó dễ tôm hay kéo các bạn nhé. Đấy, đang này thì mình đang cắt máy điện. Và ngày nay nếu không có thì phải đi mua một cái máy 110 nữa để cho nó máy ống 110 nữa để cho nó tắt nhanh hơn các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Cấp bốc bưởi này ngập hết rồi. Đấy, còn chung quanh hàng xóm là hầu như là cũng đi hết các bạn. Để làm một cái video này cho bạn xem là cái sự khó khăn của người nông dân rất vất vả. Mình đóng cửa đóng máy này mình. Đây các bạn nhìn cái ủng của mình này. Gần ngập cái ủng hết các bạn nhá. Gần ngập cái ủng. Các bạn nhìn cái ủng mình đi gần ngập này. Đấy, thấy chưa? Sâu chưa? Sợ chưa? Đấy các bạn nhìn đây, để chống que cho bạn xem này. Đấy, sợ chưa? Đấy, sợ chưa? Chỗ này này. Đừng đi nhá, xem mấy chục phân nhá. Và nó khoảng tầm 30 phân ngập 3 nước các cây bạn nhá. Bây giờ mình đi ủng các bạn nhìn nó vào hết cả nước rồi, ủng rồi là chỗ này thì gặp cả nước ủng này. Sợ chưa? Đấy các bạn thấy được quả bưởi vất vả không? Mà tát đây nhá, không trông máy là nó xin máy luôn các bạn nhá. Giờ về phải đi mua xăng mà. Đấy các bạn thấy không? Bưởi này rụng rồi kìa. Đấy có quả bị rụng rồi kìa. Đấy ngập gốc cái này các bạn thấy bất không? Đấy các bạn ở trên vùng cao các bạn thì nó không được bị mưa kiểu ngập này, nhưng mà nó bị có thể bị xói mòn, có thể bị lũ của cuốn trôi. Nhưng mà đây các bạn này, đấy nó dưới là cái rốn nước này. Đấy nó sao? Hỏng hết dễ luôn. Nên là dòng bưởi dưới này nó phải xẻ rãnh này và phải làm cho cao luống ấy, để bộ dễ tôm nữa. Đấy, đây mình chia sẻ cho các bạn là cái khó khăn nhá, cái khó khăn chung của người nông dân nhá. Đấy, các bạn thấy không, cái quả bưởi rất vất đây này các bạn. Đấy quả bưởi này rất vất vả, nó gánh đủ cái thứ luôn, để tiền phun thuốc sâu, tiền bón này, phân các loại phân bón này, nó gánh cả cái rét này, nó gánh bị mưa lũ này, rồi là thời tiết bệnh sâu bệnh các thứ các kiểu mới được quả bưởi ngập hết các bạn này. Đấy không đơn giản thế nào đâu các bạn. Bây giờ thì bên này ra vườn để bắt máy tát nước đấy, chả có cái video để chia sẻ, bạn chia sẻ cái khó nhọc thôi bạn nhá. Mình về giờ phải đi mua xăng đây. Đấy cảm cúm rồi, đi về mua xăng để đổ cho máy tát tát hết cái vườn này biết bao nước các bạn. Như một cái ao to này này, nếu mà còn mưa nữa là phải đi mua cái máy to hơn, mua cái máy ống 110 để xả. Chứ còn thế nào để là cái vườn bưởi này có 16 cây mà phải cứu nó các bạn nhá. 16 cây chỉ được hơn 1000 bưởi thôi, nó rơi vào chỉ được hơn 30 triệu thôi. Khoảng tầm 40 triệu thôi. Nhưng mà mình phải đầu tư bao công sức các bạn nhé. Phải đầu tư bao công sức này. Đấy, mùa mưa lũ là vất vả đấy các bạn.
mới có chớm mùa hè mùa mưa thôi. Nay mới là ngày 23 tháng 4 âm thôi mà gặp trận mưa này đã đủ vất vả rồi. Cái năm 2008 nhá, khu vực này mưa trắng nhà mười bưởi nhà mình rụng hết gốc luôn. Khó khăn lắm các bạn. Năm nay lại tái nập lại này, năm nay lại bị trận mưa này các bạn ấy sợ chưa? Mới có một ngày một đêm. Các bạn nhớ, hai ngày. Đêm qua đá bóng Việt Nam mình gặp Thái Lan đấy, mình thắng nó 1-0. Thắng đội bạn 1-0 nhá. Nay thì mình phải ra cứu vườn bưởi mình, không có mình sẽ thua đến 9-0 các bạn nhá. Đấy, 9-10-0 luôn đấy. Mỗi một quả là một trái thì phải mấy nghìn trái, mấy 10.000 không thôi. Chứ là các bạn ạ. Đấy. Thua ông trời là chết, chúng ta bắt máy tát các bạn nhá. Xây bờ tường bao này nó cũng đỡ này, bây giờ mình chặn mấy cái lỗ nước ra là mình sẽ bơm được cạn nhà mình. Đấy, bây giờ mình phải tìm cái giò, cái lỗ mình đấy, cắm cái lỗ này vào xong rồi lại phải đi mua xăng các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn này, gặp hết cả gần cái ủng này. Đấy, bây giờ này, bưởi rụng đây này các bạn này. Đây, quả bưởi rụng đây rồi đây. Chả biết gì đã rụng bưởi ở đây này. Đấy, đang rụng quả đây này. Đấy. Sợ chưa? Bây giờ phải tìm cái giò, cái lỗ, cái phao đây. Cái phao đây, cái này là cái bịt cái lỗ 110 đây, đừng có tát vào hàng xóm chảy sang các bạn nhá. Rồi, giờ mình đi tìm nó là gặp ngục không luôn. Đây, cái lỗ đây. Rồi sâu quá rồi các bạn ạ. Gặp hết đỡ ống ủng rồi. Ôi giời, chết rồi, sâu quá. Các bảo đưa cả máy các bạn nhá. Bây giờ phải tìm cái que gì đây để đi sang cái này. Sâu quá các bạn ơi. Sâu quá. Ôi giời. Giờ lấy cái kia để đắp thế nào đây chị này? Ê mẹ chị này, giờ không sang được cái rãnh này, đi kiểu nào đây? Phải đi vòng chắc. Mình đi xem đây này. Ôi giời, gặp hết đùi rồi các bạn ơi. Anh phải sang đây, bám vào cái bờ tường này, đi sang lấy cái này để lắp vào cái bịt vào cái lỗ cho nó không chảy các bạn nhé. Đấy, các bạn gặp hết ùi rồi, sợ chưa? Đấy, chỗ này sâu quá các bạn nhé. Đây, giờ phải lấy cái này để bịt cái lỗ cho nó không chảy nước hàng xóm sang này. Rồi phải mò cái lỗ nằm ở chỗ nào này các bạn thấy không? Đấy, thì quả bưởi vất lắm các bạn. Này thì chả đi đâu quay được, quay ở nhà mình cái vừa mò xem cái cống nằm chỗ nào đây. Cống nằm chỗ nào đây để bịt đây. Làm ở đâu đây? Giờ phải tìm cái lỗ của nó để mình cho nó bịt lại các bạn nhá. Nó làm cái nào đây? Giờ kho xây hết, khắp hết cả lách này. Anh ngã rồi. Đấy, giờ xem thế nào để bịt cái lỗ lại này. Không lúc chạy vào thì mất công hết các bạn. Giờ đang tìm cái lỗ, cái ống của mình 110 nó chảy chỗ nào đây. Chưa tìm thấy đây. Chưa tìm thấy nó nằm chỗ nào đây. Nó chỉ chỗ này thôi nhưng mà không biết chỗ nào. Đây thấy cái lưới sắt của nó đây rồi. Giờ xì. Bây giờ mới thấy được cái lỗ để đắp cái miệng của cái ống 110 để bịt để cho nó không bị chảy ra hàng xóm các bạn nhá. Đấy các bạn đã gặp hết rồi này. Giờ phải bịt lại nó này. Vất vả quá các bạn ạ. Vất quá. Chào các bạn nhá, mình giờ về đi mua thêm xăng để đổ để tắt vào cái ao nước này các bạn nhá. Cái vườn bưởi nó ngập hết rồi, được quả bưởi vất vả lắm các bạn nhá. Các bạn thấy sự vất vả thì cùng chia sẻ cảm ơn các bạn một lần nữa. Xin cảm ơn, chào các bạn và gặp lại video sau. Xin chào, cảm ơn các bạn.